Xin chào quý vị, chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình tràn đầy hạnh phúc. Thưa quý vị, Tết này cái gì khó cứ hỏi người khó. Hãy click ở đây, tôi sẽ chỉ cho các bạn bí quyết làm thế nào ăn ngon, uống khỏe và đi chơi Tết. Tết này cứ chơi thả ga đi, cái gì không biết cứ hỏi người khó. Happy New Year! Xin kính chào quý vị, và để cho không khí trở nên sống động hơn, mời quý vị cùng vỗ tay đều để hát một bài hát thật là sôi nổi được không ạ? 2, 3. Lắng lên nào. Biên cương lá rơi thu hạ em ơi, đường dài mình mùng anh không đến nơi. Mây nước buồn cơn lửa binh, hết cái chuyện chung tình, khóc than thương em một mình. Ở bên người ấy em sẽ không buồn đâu, ở bên cạnh tôi em sẽ đâu thừa lừa. Thằng cha chín lùng là từ ngày cha dọn nhà kế nhà tôi, ngày nào chả cũng hát ba cái nhạc tàu lao qua đây hết trơn. Nè chín lùng, sao ngày nào tôi cũng chửi bộ không có lỗ tai hả ông? Tao có cả hai tai nhưng mà tao giả bộ không nghe mày. Mày ghét không? Hát cái gì mà hàng xóm nào chịu nổi? Vài bữa cho tôi phải dọn đi chỗ khác quá. Chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi, một giây nữa thôi là hai giây rồi. Hát gì mà nó nghe được? Ông bước qua đây vậy cho tôi. Sao chửi hoài vậy? Sao chửi hoài vậy? Mới lùm được áo. Mày ghét không? Già rồi không có nên hết. Ăn mặc gì kỳ cục vậy hả? Xin lỗi nha, mỗi người có một gu thời trang khác nhau. Tôi mặc gì mà ra đường ai cũng nói ô fashion nít tà. Nít tà? Nghĩ sao vậy trời ơi, áo sơ mi đàng hoàng tự nhiên bận quần thun mà bỏ vô quần làm gì hả? Kệ họ nha, hãy nhìn lại mình đi, không có ông già nào sắp chết mà mặc hồng cánh sen hết trơn, bóng bụng màng. Nè, tại sao ngày nào cũng hát ba cái nhạc tàu lao ở nhà tôi vậy hả? Bởi vì sao? Bởi vì mình già rồi, mình hát nhạc trẻ cho tâm hồn mình trẻ trung, cho nó phơi phới. Mình hát nhạc già dí rồi cái mặt mình nó chảy xệ, thấy không? Ê, trùng hợp vậy. Còn có giỡn với ông nha, ông hát những cái nhạc gì mà không có chiều sâu, thấy chưa? Hát sao là sâu, xuống dí hát cho nó sâu hả? Nè nè nè, tôi hát những bài mà Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà, Chữ Tình Lan và Điệp, Bước Sau Mấy Chút Anh Đài, những cuộc tình bất hủ, hát lên ai nghe cũng biết. Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà giờ cũng chia tay, Lan và Điệp giờ cũng chia tay, chỉ có nhạc của tôi. Sáng sáng uống cà phê, tối tối uống cà phê, gặp nhau cả ngày. Tôi không có nói chuyện nhiều với ông nữa. Dạ. Bữa nay sẵn ông qua nhà tôi. Dạ. Tôi sẽ cho ông sáng mắt ra biết thế nào là nhạc có chiều sâu, nghe dạ, chưa? Dạ. Thấy gì thấy. Đó, đủ trò già chướng. Thời gian không để dành thở mà làm bả chuyện tàu lao. Nghĩ vậy, nhìn vậy thôi đó, chứ ở trong bệnh không à. Để cái tiểu đường nặng lắm. Đi nào không biết thiệt. Không biết trụ tới 30 không. Tự nhiên mùng 1 qua. Đó, đang nói chuyện tự nhiên xách cái đàn piano ra đây. Ông nghĩ sao đàn này đàn piano vậy em chính?